Lời đầu tiên là Thuận xin cảm ơn anh em đã quan tâm tới Thuận trong suốt thời gian qua. Thì hôm nay Thuận xin chia sẻ một cái clip để chàng cái tiếng sâm cầm. Bản này là bản mới nhất của bộ chim 2020 tháng 10 này nha anh em. Tiếng này là đã test qua và đã sử dụng và đánh được nhiều chim, với lại mấy anh em khách quen thuộc lấy về đánh rất ok. Bây giờ mời anh em nghe thử qua đoạn tiếng chim, nhưng mà Thuận chèn cái bài nhạc vô thể giữ lại bản quyền, khi anh em lấy là sẽ không có bài nhạc chèn vô nha anh em. Rồi mời anh em nghe qua tham khảo nha. Thank you.